Xin kính chào quý bà con. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho quý con cái quy trình làm bông sầu riêng mùa nghịch ha. Thì ở cái clip trước Linh cũng đã có chia sẻ đến quý bà con về cái cách mà chúng ta gãy lăng tạ mầm, phun tạ mầm cửa 1 và cửa 2 để giúp cho cái bộ lá chúng ta nó già nhanh và già đồng loạt ha. Thì hôm nay Linh cũng sẽ chia sẻ cho quý bà con cái cách mà chúng ta đậy bạc cũng như là cái cách mà lên bắt lo như thế nào đó, những cái dòng sản phẩm kích mầm đó, kích bắt cua để giúp cho cái cây chúng ta nó sẽ ra được những cái luống bông gọn hơn nha con. Thì đối với năm nay có một số quý bà con áp dụng cái kỹ thuật mới đó gọi là tưới trước khi mà đại bạc á, thì quý bà con đã áp dụng tưới thêm cái dòng lăng 620 và kết hợp với kali trắng ha. Thì hai cái dòng này đây. Thì tưới hai cái dòng này trước khi đại bạc có những cái công dụng như thế nào các con? Thì cái dòng lăng 620 đây là một cái dòng lăng ngũ hiệu đạt tới 620 đó. Thì lăng quý bà con cũng biết đây là một cái thành phần đó giúp cho chuyển hóa mầm nhanh các con. Thì đối với 620 đó, hàm lượng lăng cao giúp cho chuyển hóa mầm nhanh gỗ hơn các con, và đồng thời kết hợp thêm kali thì kali nó sẽ ức chế đi cái bộ rễ, không hạn chế cái bộ rễ hấp thu dinh dưỡng và hấp thu nước đó. Tại vì nếu như mà cái rễ chúng ta nó hấp thu dinh dưỡng và hấp thu nước được á, thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ sinh trưởng, nó sẽ không có chuyển mầm nhanh đó các con, không chuyển mầm được. Vì vậy tưới thêm kali vào thì nó sẽ ức chế đi cái bộ rễ, làm cho bộ rễ chúng ta nó sẽ không hấp thu được nước nè, không hấp thu được dinh dưỡng, thì nó sẽ không có phát triển được cái sự sinh trưởng đâu, thì nó sẽ tập trung năng lượng vào để cho nó chuyển mầm nhanh hơn nha. Thì một ký kali sunfat là 70.000, kết hợp với một chai lăng Argon 60 là 285.000. Thì cái bộ này quý bà con tưới cho Linh tầm khoảng 10 gốc thế vật, 10 gốc sầu riêng. Thì ở đây gốc tầm khoảng 5 năm đến 6 năm tuổi ha. Đó. Thì một bộ này tưới 10 gốc ha trước khi đại bạc. Đó. Thì đối với đại bạc. Đó, đối với đại bạc thì quý bà con nên đậy cho Linh phủ cái bờ luôn, phủ cái bờ luôn nha. Đó. Chứ đừng có đậy mà dặn như mà đậy theo cái tán cây đó, quý bà con đậy phủ cái bờ cho Linh luôn ha, để hạn chế tình trạng mà mưa nó rớt xuống đó. Thì cái bộ rễ bảo đảm quý con, cái bộ rễ chúng ta nó đã ăn lan ra cái tán rồi thì chúng ta sẽ đậy phủ cái bờ luôn ha. Thì đậy bạc xong đó thì lên bắt lo như thế nào đúng không? Thì ở đây Linh sẽ có hai cái bộ sản phẩm mà chúng ta lên bắt lo hay không đó, còn gọi là chữa lên bắt lo. Thì cái bộ thứ nhất á là cái dòng bắt lo 25% của công ty An Phước Nông, và cái dòng Maybe 247 kết hợp với thấm sâu 30 giây đó. Thì bắt lo công thức của thằng bắt lo 25% là bắt lo butazon đó con. Thì đây là một cái dòng ức chế đi cái đỉnh sinh trưởng đó. Thì tại nếu như mà ức chế đi cái đỉnh sinh trưởng thì nó sẽ tập trung năng lượng vào để nó chuyển hóa mầm nhanh hơn con và gọn hơn. Thì bắc lo có công dụng là ức chế đi cái đỉnh sinh trưởng đó, để giúp cho cái cây sầu riêng chúng ta nó sẽ tập trung năng lượng để nó chuyển mầm nhanh hơn các con, và đồng thời nó sẽ ức chế được cái mầm lá các con đó. Thì một cây bắc lo 25% quý bà con sử dụng cho Linh là 200 lít nước, kết hợp với một chai Maybe 247. Thì Maybe 247 đây là một cái chất điều hòa sinh trưởng với công thức là Maybe Watercress đó. Thì cái gốc này nó sẽ ức chế đi cái giphilin gọi là cái rê ba đó, nhưng mà cái rê ba đây làm quỷ hóc môn sinh trưởng của cái cây đó, nó sẽ ức chế lại giúp cho cái cây chúng ta nó sẽ không phát triển được ha, thì nó sẽ chuyển mầm nhanh hơn. Thì một chai Maybe 247 sử dụng cho 200 lít nước, kết hợp thêm một cái chai thấm sâu ha. Đó, thì cái chai thấm sâu này á đó, cái chai thấm sâu này giúp cho cái thuốc chúng ta nó sẽ lưu chuyển mạnh hơn vào cái thân, tại vì chúng ta lên bắt lo thì chúng ta sẽ lên trong thân ha. Thì cái chai thấm sâu này giúp cho thuốc nó sẽ lưu chuyển mạnh hơn. Thì chai thấm sâu này 53.000, sử dụng 200 lít nước ha. Nếu như quý bà con không sử dụng cái dòng Maybe 247 thì quý bà con có thể kết hợp thêm một cái gói là Topazum. Thì Topazum đây cũng là công thức là bắt lo butazon 20% dạng bột ha. Thì một ký như thế này là 165.000, sử dụng 200 lít nước, vẫn là bắt lo 25% dạng nước của An Phước Nông, kết hợp Topazum và thấm sâu 30 giây, sử dụng 200 lít nước ha. Thì quý bà con nên lưu ý là quý bà con lên bắt lo lên ở đâu
thì quý bà con lên ở trong thân y trong nhánh đó con, trong nhánh như cái nhánh gì à, nhánh sầu riêng vậy ha, thì quý bà con chỉ gài với nhánh vừa gài với nhánh thôi ha, không có được chùm lá không, không có được phun củ lá luôn ha, quý bà con chỉ gài ở dưới nhánh thôi ha. Đó, sau khi mà lên mắt lo rồi đó thì tầm khoảng 5 đến 6 ngày sau thì quý bà con sẽ tiến hành quý bà con cắt cái nhánh bơi đó, cắt nhánh bơi. Thì đối với cái vấn đề mà nhánh bơi á thì Linh cũng sẽ chia sẻ cho quý con, có một số quý bà con cắt nhánh bơi xong chúng ta mới lên mắt lo đó, thì và có một số người lên mắt lo xong mới cắt nhánh bơi thì cái này hiệu quả. Thì ở đây Linh sẽ khuyến cáo là lên mắt lo xong chúng ta mới cắt nhánh bơi ha, tại vì á cái cửa mà lên mắt lo á thì quý bà con phun ở trong cái thân, trong cái dạ nhánh, nhưng mà trong cái thân á đó là thân gỗ thì cái độ hấp thu thuốc của nó rất là kém ha, vì vậy quý bà con để lại những cái nhánh bơi đó, những cái nhánh đó thì cái lá đó nó sẽ hấp thu được cái thuốc quý bà con phun vào để cho nó lưu dẫn vào cái cây nhanh hơn, theo con đó. Thì quý bà con phun bắt lo xong khoảng 5 đến 6 ngày sau chúng ta sẽ cắt nhánh bơi đó, khi cắt nhánh bơi xong rồi đó khoảng 2-3 ngày sau thì chúng ta sẽ kích mầm, còn gọi là rửa phá miên trạng, theo con. Thì ở đây phá miên trạng bằng những cái dòng sản phẩm nào đó, thì Linh cũng sẽ chia sẻ cho quý con ha. Thì cái một cái thứ nhất đó là cái siêu kích bông của công ty An Phát Nông đó, phá miên trạng là thứ nhất là siêu kích bông công ty An Phát Nông kết hợp Dynamico của công ty Thông Thành Phát đó, và cái dòng Flower Mask của công ty Tanisa ba dòng này, thấy không? Thì phá miên trạng lần thứ nhất là ba dòng này. Thì cái gói siêu kích bông đó, kích cho bông chỗ hoa đồng lọt, các con đây gói siêu kích bông của An Phát Nông. Thì đối với gói siêu kích bông An Phát Nông là 80.000, quý bà con sử dụng cho Linh Hà cho mít nước, giúp cho kích cái mầm ngủ và kích cái mầm ngủ nó sáng lên, nghe không đó. Thì một gói như thế này là 200 lít nước với giá thành là 80.000, kết hợp thêm một gói Dynamico đó. Dynamico là chiên phá miên trạng rửa mắt cua, các con, của công ty Thông Thành Phát. Thì một gói Dynamico là 70.000 đó, quý con sử dụng cho Linh là khoảng 200 lít nước đó. Kết hợp là Flower Mask này, Flower Mask của công ty Tanisa. Thì Flower Mask là chất hữu cơ 800, kali là 36%, đạm là 800 đó, và đồng thời có rất nhiều chất trung lượng. Thì đó về kali với con thì nó sẽ kích mầm nhanh hơn con, và đồng thời nó có thêm cái chất là hữu cơ nè, cái chất đạm nè đó. Thì khi mà có thêm cái chất hữu cơ và chất đạm á, khi mà mắt cua quý bà con mình nó sáng lên á thì nó sẽ thúc đẩy mắt cua ra nhanh hơn nha. Thì một gói Flower Mask là 160.000, quý bà con sử dụng cho Linh là 200 lít nước với cái bộ ba này đó. Bộ ba này thì quý bà con sử dụng cho Linh là phá miên trạng lần thứ nhất. Còn phá miên trạng lần thứ hai là những cái dòng sản phẩm nào thì ở đây Linh sẽ bỏ cái gói Dynamico ra đó, kết hợp là hàng 630 ha đó. Thì 630 một ký sử dụng cho 400 lít nước, thấy không? Thì ở đây có 6 đạm 30 lăng và 30 kali đó. Lăng thì sẽ hỗ trợ thêm cái phát triển cái mầm cây của quý bà con lên ha. Thì ở đây là cái cửa phá miên trạng lần thứ hai đó. Thì quý bà con phá miên trạng lần thứ hai xong thì có những cái lúa mắc cua quý bà con đã sáng lên rồi đó, thì nó sẽ sáng lên tầm khoảng 40-50% đó. Thì quý bà con sẽ tiến hành quý bà con rước mắt cua, còn gọi là kéo bông ha. Thì đối với những cử mà rước mắt cua kéo bông thì clip sau Linh sẽ chia sẻ cho quý con ha. Còn hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho quý con về cái cách chúng ta đậy bạc cũng như là lên mắt lo đó, và đồng thời những cái dòng sản phẩm để chúng quý con kích mầm đó, để cho cái kích phá miên trạng đó, kích mầm phá miên trạng để cho những có những cái lúa mắt cua nó ra gọn hơn, hay không? Thì quý con nào có quan tâm đó, cũng như là có cần Linh chia sẻ về những cái vấn đề kỹ thuật cây sầu riêng đó, thì quý bà con có thể liên hệ đến Linh qua số điện thoại là 0975756463 đó, thì Linh sẽ chia sẻ cũng như là trao đổi cho quý bà con ha. Dạ, xin kính chào quý bà con.